Thưa quý vị, khán giả đang xem đài Net Việt TV trên băng tần 16.6. Đây là chương trình Hãy Thực Hiện Ước Mơ Của Bạn do đài Net Việt phối hợp với văn phòng IIMS cùng thực hiện cái chương trình này. Tuần vừa qua là chúng tôi đã nói về cái đề tài du học sinh chuyển diện, nghe qua là du học rồi chuyển diện qua dạng kết hôn. Trong cái câu kết cuối cùng có anh Đen Nguyễn, ảnh có nói tình ngay lý giải. Thưa quý vị, thường cái câu nói mà tình ngay lý giang này là các quý vị hình như là nghe cũng rất là nhiều lần trong cái ngoài xã hội, có mối quan hệ con người với con người với xã hội, và là con người chung một cái gia đình, nghĩa là nghe rất là thường. Nhiều khi mình giúp đỡ một người nào đó thì người ta cho rằng là mình là muốn nâng mình lên, hoặc là lợi dụng, hoặc là có vấn đề gì đây. Nhiều khi mình tỏ lòng tốt mà người ta cứ nghĩ, thật ra mình cũng rất cảm thấy rất là bực bội, rất là khó chịu. Do vậy thường cái câu mà tình ngay lý giang, mà không phải về mối quan hệ xã hội, mà hôm nay chúng tôi nói về mối quan hệ chuyển diện kết hôn. Tình ngay lý giang, đây là một đề tài mà theo quan tính thấy nó sát thực tế, mà nó xảy ra đối với văn phòng IMS. Do vậy hôm nay chúng tôi xin mạn phép chia sẻ cái câu chuyện sau đây. Anh em chuẩn bị nha, đây là một câu hỏi chuẩn bị tình ngay lý giang. Đây là một câu hỏi mà cũng quan tính thế cũng rất là hay. Câu hỏi mặc dù nó hơi dài nhưng mà không sao, đọc từ chữ tay người ta hỏi sao mình đọc như vậy. Chào anh em, hồ sơ chúng tôi trục trặc khi chuyển diện sang kết hôn tại Mỹ và muốn nhờ anh giúp. Đó, cái câu mà muốn nhờ anh giúp là quan tính phái cái câu đó đó. Tôi tên Phượng, năm nay 61 tuổi. Tôi qua Mỹ du lịch 4 lần trong những năm trước đây. Và lần thứ tư này khi qua Mỹ, tôi kết hôn với người chồng quốc tịch Mỹ 65 tuổi, nghĩa là chị 61 kết hôn với anh 65. Rồi. Cũng là cái người kết hôn cũng là người yêu cũ chúng tôi thời còn trẻ trẻ khi ở Việt Nam. Nga, chà, cái này là mối tình này cũng hay à. Lúc đi phỏng vấn thì viên chức sở di trú từ chối hồ sơ chuyển diện của tôi với lý do không ngờ là họ cho tôi là khai gian. Họ nói trước khi qua du lịch Mỹ, tôi có làm mẫu đơn DS-160 để review visa du lịch. Trong mẫu đơn này, văn phòng du lịch bên di trú ghi tình trạng hôn nhân của tôi là vẫn còn kết hôn, nghĩa là married. Và vì vậy, ngay bây giờ họ không cho tôi diễn diện kết hôn với công dân Hoa Kỳ. Nghe là nghe trong hồ sơ nó vẫn còn kết hôn, do vậy họ không cho kết hôn với công dân Hoa Kỳ. Sự thật là chồng cũ của tôi ở bên Việt Nam, nghĩa là chồng trước đó mất 4 năm về trước, và tôi có giấy chứng tử ghi rõ là thời gian chồng tôi mất, nhưng văn phòng du lịch ở bên Việt Nam không để ý, nên họ cứ tự động ghi thông tin cũ trước đây của tôi để làm hồ sơ DS-160 cho lúc gia hạn đó. Họ không có kiểm tra đối chiếu lại trước khi tôi nộp hồ sơ. Vì vậy tôi bị rơi vào cái trường hợp tình ngay lý giang mà không biết phải làm sao. Vợ chồng chúng tôi rất là lo lắng. Có nghĩa là cái cô này, tóm lại câu hỏi cô này, cô qua Mỹ du lịch 4 lần trong những năm dịch trước, và lần thứ tư cô gặp lại cái người yêu cũ họ Việt Nam, cho về họ kết hôn. Mà cái tuổi của cô là 61, anh chàng này là 65. Khi đi lần thứ tư, cái văn phòng mà dịch vụ du lịch ở bển á vẫn ghi tên là họ vẫn còn nghĩa là cái tình trạng hôn nhân vẫn còn có chồng. Nhưng thật ra cái người chồng đã chết 4 năm rồi. Đúng rồi. Do vậy khi làm diện kết hôn thì sở di trú bên Mỹ bác hồ sơ. Đúng rồi. Do vậy người ta nói là tình ngay lý giang, không biết làm sao. Do vậy bây giờ họ mến nhờ đến văn phòng IMS thì mời đây văn phòng IMS trả lời cho mọi con này. Cảm ơn cô Phượng đã đặt câu hỏi. Cái trường hợp của cô Phượng nó rất là nan giải và nó cũng rất là lý thú, bởi vì nó rất là khó thưa anh. Thì trong trường hợp như vậy, nếu mà cái người ở bên Việt Nam, tức là văn phòng du lịch đó, cô đã kể đó, họ vô tình, họ cứ renew, tại vì cái visa du lịch của Việt Nam mình cứ mỗi năm là phải renew. Thì 4 lần như thế, tức là cô, cái lần thứ tư là cô renew và cô qua bên Mỹ, thì cái người ở bên văn phòng Việt Nam họ renew, họ cứ máy móc, họ không để ý. Đúng rồi anh, họ máy móc, họ cứ dùng cái số liệu cũ, thông tin cũ dụng, và cứ nộp lên trên mạng thôi. Và sở di trú Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hoặc là Tổng lãnh sự ở bên Việt Nam, họ cứ thế mà họ cấp cái visa mới cho cô. Nhưng
Không may á, là cái lần thứ tư này cô quay bên Mỹ và kết hôn với lại người yêu cũ. Vâng, thì khi mà cô đi qua cái giai đoạn là phỏng vấn thì thường thường đó, nên nhớ, thường viên chức viên chức sở di trú địa phương thì họ quay lại nhìn cái hồ sơ mà lúc đây cô vừa mới khai là để mà xin là renew cái visa du lịch đó, họ coi nó có cái gì để mà bắt lỗi hoặc là để mà so sánh với cái lời khai ngày hôm nay hay không. Thì không may trường hợp của cô là chồng đã mất 4 năm về trước rồi, nhưng mà cái đơn DS-160 mà cô khai nó lại vẫn ghi là kết hôn, thì như vậy là trớ trêu, nó không đúng, thì họ cứ quy cô là cái lỗi khai gian. Cái đó là họ từ chối, có điều chắc chắn họ từ chối. Cho dù mình có thanh minh hoặc là giải thích như thế nào thì tùy cái tình huống, họ nếu mà cho mình một cái cơ hội để mà làm xin ân xá, thì trong trường hợp của cô, nếu mà cô có được cái thư mà họ nói rằng họ sẽ xem xét với điều kiện cô phải làm xong cái mẫu đơn xin ân xá, tức là cái mẫu đơn I-601, thì cô vẫn còn cơ hội sống còn để mà khắc phục được cái tình nghi lý gian này bằng cách là cung cấp bằng chứng giải trình với Sở Di trú Hoa Kỳ rằng tại sao cô không có cố ý khai gian, cái đó là một. Cái thứ hai là cô phải chứng minh được tôi có cái điều kiện, nó gọi là khó khăn vô cùng, nó gọi là hardship, nếu mà cô không còn được sống chung với người chồng ở bên Mỹ mà cô, cái điều kiện mà cô bị trục xuất về Việt Nam đó, bị phụ thuộc. Trong từ phụ thuộc, thành ra cô phải giải trình hết, đương nhiên giải trình và phải viết thư và phải kẹp những cái bằng chứng rất là khó để mà thuyết phục viên chức tổng lãnh sự hoặc là Sở Di trú Hoa Kỳ rằng cô thứ nhất là không có ý khai gian, cái thứ hai cô nếu mà xa người chồng cô sẽ bị khó khăn. Thí dụ khó khăn về cái gì? Thứ nhất về cuộc sống, tình cảm, khó khăn về tài chính, khó khăn về sức khỏe, tại vì không ai chăm sóc. Chẳng hạn nếu mà cô sống ở bên Việt Nam một mình, chồng bên Mỹ, không ai chăm sóc cô mới có thể ảnh hưởng tới tính mạng nếu mà thiếu bệnh tật xảy ra. Tất cả những cái yếu tố đó mình cần phải thể hiện trong cái lá thư giải trình và trong cái mẫu đơn xin ân xá và kẹp theo bằng chứng và đóng lệ phí để mà Sở Di trú họ xem xét. Thưa anh, đóng lệ phí phải bao nhiêu tiền? Cái mẫu đơn xin ân xá hiện tại nó là 930 đô, thưa anh. Có nghĩa là trong quá trình đó mình giải trình rồi cái Sở Di trú sẽ đưa mình một cái thư, nghe là thư ân xá, về cho mình trình bày. Cái thưa quý vị, nếu quý vị rớt vô những cái trường hợp này và cứ người thân người quen của chúng ta rớt trường hợp này thì chúng ta theo quan tính nghĩ là không thể tự làm được rồi. Chắc chắn rồi, thưa anh. Chắc chắn là không thể tự làm rồi. Nếu mà thế này, giống như anh là nghề nghiệp luật sư, anh có thể là chứng minh định ngay đi vậy. Thứ nhất là chồng tôi mất 4 năm. Ok. Thứ hai là phụ thuộc về kinh tế, nghĩa là tôi mà cho tôi về Việt Nam là tôi không thể tôi sống được về mặt kinh tế. Đó. Và thứ ba là có thể là không ai chăm sóc tôi khi bị ngoài. Thì theo quan tính nghĩ đây là một cái bộ hồ sơ khó. Tại vì mình giải trình bằng tiếng Anh, có văn phạm, cái lớp đang phải trình bày thế bài. Có cái là dùng cái từ là trong các giáo luật sư của anh đó là chứng minh đây là chúng tôi đúng. Còn những trường hợp mà trong cái lý lịch là do lỗi của người mà dịch vụ dự trú bên kia, có thể là đưa ra giấy chứng tử rồi hình đám ma của ông chồng chức vân 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 vân. Theo quan tính thấy cái đây là một bộ hồ sơ khó và dễ. Khó do những ai không biết làm và dễ đối với văn phòng di trú. Nếu quý vị có những vấn đề mà khó khăn khúc mắc trong cái đề này giải trình chứng minh, thì quý vị cầm điện thoại lên gọi cho anh Đen Nguyễn qua số điện thoại 408-455-5190, 408-455-5190. Anh còn 40 giây để anh nói gì với quý vị khán giả trong vấn đề này. Thì Đen chỉ xin lưu ý là nếu mà quý vị những cái trường hợp mà rơi vào như cái đề tài ngày hôm nay mình nói đó, thì Đen khuyên là ít nhất là cũng phải tham khảo một vài trung tâm, một vài văn phòng để mà họ có lời giải thích hoặc là gợi ý cho mình những cái hướng đi để mà mình làm cho nó thông suốt và chặt chẽ. Kinh nghiệm của Đen thấy rằng là Đen có một vài cái trường hợp mà họ cứ nghĩ là cái hồ sơ ân xá chỉ điền cái mẫu đơn và viết vài lá thư để mà thanh minh thanh nga với Sở Di trú Hoa Kỳ là xong.
thì đang thấy tất cả những cái trường hợp đó bị từ chối hết, tại vì nó không phải đơn giản như thế, mà nó thể hiện cái sự ràng buộc rất là chặt chẽ với cái người mà công dân Hoa Kỳ. Nếu mà cái người công dân Hoa Kỳ này không có người vợ ở kế bên thì có họ được. Cũng bị ảnh hưởng như thế nào, mình phải liệt kê hết về mặt tài chính, về mặt cuộc sống, về mặt văn hóa, về mặt tôn giáo, về mặt sức khỏe, tất cả những cái gì mà mình có thể thấy là nó ảnh hưởng tới cuộc sống cá nhân của mình phải thể hiện lên trên lá thư đó và kèm theo bằng chứng đó. Rất hay. Một lần nữa, Oan Tính và Đen Nguyễn xin kính chào quý vị và chúc quý vị có một ngày thật là đẹp, thật là tươi. Rất mong quý vị hãy đón xem trong chương trình kế tiếp bí mật. Cảm ơn. Một lần nữa, xin Oan Tính xin cảm ơn quý vị rất là nhiều.